Toyota Yaris Cross 2024 dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Đông Nam Á vào năm nay, như phiên bản gầm cao của Vios. Mẫu SUV cỡ B sẽ ra mắt thị trường Thái Lan vào cuối năm nay hoàn toàn khác biệt với Toyota Yaris Cross đang bán ở Singapore, Nhật Bản và châu Âu về thiết kế, khung gầm cũng như động cơ. Từ cuối năm ngoái, trong làng xe đã bắt đầu rộ tin đồn về việc hãng Toyota phát triển một mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới dành riêng cho các thị trường đang nổi như Đông Nam Á. Mẫu SUV này được đồn là vẫn dùng tên gọi Toyota iAris Cross như xe đang bán ở Nhật Bản và Châu Âu, nhưng khác biệt hoàn toàn về khung gầm, thiết kế lẫn động cơ. Có vẻ như tin đồn này chuẩn bị trở thành sự thật khi hãng Toyota sẽ vén màn một mẫu SUV cỡ B mới tại Thái Lan vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay. Đây sẽ là màn ra mắt toàn cầu, đồng nghĩa với việc mẫu SUV cỡ B này không chỉ bán ở Đông Nam Á, có tên mã nội bộ D03B. Toyota Yaris Cross 2024 dành cho thị trường đang nổi dự kiến sẽ được phát triển dựa trên Yaris Ativ hay Vios thế hệ mới. Nói cách khác, xe cũng sẽ dùng cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture DNGA như Toyota Vios 2023. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross đang bán tại Nhật Bản, Singapore và châu Âu dùng cơ sở gầm bệ tnga không chỉ khác biệt về cơ sở gầm bệ Toyota Yaris Cross 2024 dành cho thị trường đang nổi còn sở hữu một số nét thiết kế riêng. Sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV cỡ B này sở hữu phong cách thiết kế tương tự Toyota Vios thế hệ mới. Hiện thông tin cụ thể về Toyota Yaris Cross 2024 sắp ra mắt Thái Lan vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo dự đoán của truyền thông Thái Lan, xe sẽ được trang bị hai loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh DOHC, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid có tên E-Smart giống Toyota Raize. Hệ chuyển động này bao gồm động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít và mô tơ điện. Nguyên lý hoạt động của E-Smart giống với công nghệ E-Power của Nissan, tức là động cơ xăng chỉ được dùng để sạc pin, trong khi nhiệm vụ chuyển động tới bánh xe thuộc về mô tơ điện. Ngoài ra, Toyota Yaris Cross 2024 dành cho thị trường đang nổi có thể sẽ dùng hệ thống theo độc lập McPherson phía trước và bán độc lập dạng dầm xoắn phía sau. Trước đó, theo nguồn tin của trang Autodriver, Yaris Cross 2024 dành cho thị trường đang nổi sẽ do Toyota sản xuất tại Indonesia thay vì thương hiệu Daihatsu. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được lắp ráp cùng với người anh em Toyota Velos. Vì đây là xe dành cho thị trường đang nổi, nên rất có thể mẫu SUV cỡ B mới của Toyota cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tương lai. Nếu đúng như vậy, mẫu xe này sẽ được định vị giữa Ize và Corolla Cross trong dòng sản phẩm của hãng Toyota. Video đến đây là hết, nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.